Chào các bạn, máy in Depot XP470B. Đây là dòng máy in chuyên dụng in tem nhãn và đơn hàng các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendor và in tem vận chuyển của các website như Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh, Genty, Viettelpost, Vietpost v.v. Và máy cũng có thể in được các tem nhãn với nhiều kích thước khác nhau nữa. XP470B là máy in tem nhiệt trực tiếp không sử dụng mực tốt nhất trong phân khúc dưới 3 triệu đồng, có thiết kế rất đẹp và chắc chắn. Với việc bỏ giấy bên trong thể giúp cho bạn tiết kiệm không gian cũng như hạn chế việc bụi bẩn vào trong máy. Máy được trang bị duy nhất cổng kết nối USB nên chúng ta chỉ có thể in được trên máy tính Windows và MacBook. Trên điện thoại thì hiện tại chưa in được trên máy này các bạn nhé. Việc cài đặt sử dụng thì hết sức dễ dàng với vài cú click. Máy cho bạn in sắc nét với nhiều chế độ tùy chỉnh graphic và tốc độ in lên tới 152mm/s, tức là các bạn có thể in được tới gần 60 đơn hàng A6 trong vòng 1 phút. Độ bền đầu in lên tới 50km/s, tức là bạn có thể sử dụng từ 3 đến 6 năm nếu như mỗi ngày các bạn có từ 1 đến 300 đơn hàng để in. Giấy in nhiệt sử dụng đó là loại giấy đề can chuyên dụng có keo dán sẵn. Sau khi in xong các bạn có thể bóc và dán ngay lên gói hàng. Máy được bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới trong 10 ngày đầu và đang được phân phối chính thức bởi Zomark.